Đến con xin địa chuyển đến cho máy của đạo tràng Tùy Duyên Hà Tĩnh, và sau đó con xin phép quay lại máy Phạm Thị Loan Lào Cai vì thấy cô giơ tay lại ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con định bạch vị sư thầy sư cô, con định bạch thầy Diệu Âm, con kính chào chư vị đồng tu. Chúng con có câu hỏi cho thầy là đạo tràng chúng con muốn tụng kinh A Di Đà, nhưng khi tụng kinh âm hạn thì chúng con rất khó hiểu. Như vậy chúng con tụng kinh Nghĩa Việt thì có hơn không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy trong việc tụng kinh A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cảm niệm công ơn công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu đạo tràng mình tụng kinh A Di Đà giáng nghĩa ra bằng tiếng Việt rất tốt, rất tốt, hoàn toàn không có gì trở ngại. Nếu chư vị đọc kinh Hán Việt bằng chữ Hán mà hiểu được thì cứ tiếp tục đọc kinh bằng chữ Hán. Nếu mà có nhiều người không hiểu, đọc kinh đã giảng nghĩa ra bằng tiếng Việt hoàn toàn không có gì trở ngại. Mong chư vị cứ quyết lòng quyết chí tụng kinh bằng tiếng Việt đi, rồi niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định mười niệm tất sanh A Di Đà Di Phật. Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.